TUF Gaming trước giờ là một sản phẩm đánh thuần vào hiệu suất đến từ nhà Asus. Mẫu máy này thì nó không có sở hữu những cái phong cách thiết kế hay là những đường nét kiểu hiện đại như là Zephyrus hay là ROG Strix hay là Strix Scar gì đó. Nó cũng không hẳn là mỏng nhỏ nhẹ như là ZenBook hay là VivoBook. Thế nhưng với những ai mà dùng TUF thì đều biết rằng là mẫu máy này luôn cho chúng ta được một cái cấu hình dựa trên giá thành và hiệu suất mang lại cực kỳ ổn. Ngày hôm nay là một nhân vật như vậy, TUF Gaming F15. Đến thôi, đây là Alphard Computer. Trên tay mình hiện tại là TUF Gaming F15 phiên bản năm 2023. Nó nói là năm 2023 nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng lại một cái cấu hình nó pha trộn giữa 2022 và 2023. Chiếc máy này đang sử dụng một cái cấu hình là chip là i7-12700H, một vi xử lý Alder Lake đến từ nhà Intel vào đời thứ 12 thôi. Nó có 14x20 luồng với turbo boost vượt quá 5.0. RAM là DDR4 với dung lượng là 16GB RAM 2 thanh được lắp sẵn. Bus là 3200MHz. SSD là 512GB PCIe Gen 3. Còn với VGA được dùng thì nó là RTX 4050. Đó, thì cái cấu hình như vậy với cái mức giá mà sản phẩm này đang có bán tại Alphard ấy là khoảng tầm 27 triệu thì mình nghĩ rằng là cái cấu hình này nó khá là tương xứng với giá thành, và cái quan trọng nhất ấy là cái hiệu suất mà nó thể hiện ra là tới đâu thôi. Đi sâu vào phần ngoại hình, chúng ta nhìn thấy rằng ấy là năm nay thì TUF cũng không có quá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình so với những năm trước đó. Có chăng là Asus mặc dù họ vẫn giữ nguyên về chất liệu làm máy nhưng họ đã tinh chỉnh lại ở một số bộ phận, một số phần nho nhỏ thôi, để từ đó chúng ta có được một cái form máy cân hơn so với những đời trước. Ở con này thì cân đâu đó khoảng tầm 2 cân 1 hay 2 cân 2 gì đó. Nó nhẹ cân hơn một xíu, rồi nữa là nó nhỏ hơn trong một cái thân hình với cái màn hình 15,6 inch cũng như vậy. Đấy, thì đấy là những cái thay đổi gọi là cực kỳ nhỏ của Asus về mặt ngoại hình thôi. Còn nhìn bên ngoài chúng ta vẫn nhìn thấy nhá, mặt A TUF Gaming toát lên cho mình một cái vẻ đẹp kiểu cơ khí ấy. Đây là mặt bằng kim loại và Asus họ đã in nổi về cái logo TUF Gaming ở đây. Cái màu này này, chính xác là cái màu này mình rất là thích, cái màu này là màu xám bạc đấy, thì nó gọi là làm tăng thêm cái gọi là độ nam tính cũng như là sự đơn giản cho chiếc máy này. Kế đến là mặt B và mặt C thì các bạn có nhìn thấy ở đây thì cái dãy phím trước giờ của Asus vẫn không có gì thay đổi quá nhiều, nó vẫn là những cái bàn phím có full size và phím thì được in khắc laser và xuyên phím, thì từ đó chúng ta nhìn thấy được hệ thống led đơn ở phía dưới. Led thì nó vẫn có cái màu RGB nhưng mà toàn bộ phím thì nó hiển thị theo kiểu là led đơn thôi, nó không có cái kiểu led RGB hay là chuyển vùng một cách kiểu độc đáo và đặc sắc như là ROG hay là Zephyrus nó từng làm ha. Còn phía bên này là một cái màn hình 15,6 inch với tần số quét là 144Hz, độ phân giải là Full HD. Chúng ta vẫn có được một cái cụm cam ở trên này. Cái cụm cam này thì nó cũng không có Full HD gì cả đâu, nó chỉ là 720p thôi, nó giúp cho các bạn gọi là có thể nghe gọi rồi là tham gia họp online, đáp ứng được các cái nhu cầu gọi là gọi video trực tuyến từ xa. Còn ở phía bên này chúng ta nhìn thấy là cái khu vực touchpad ấy thì nó vẫn như những phiên bản năm ngoái, có chăng là nó nhỏ lên một chút xíu. Thế nhưng mà cái một chút xíu này là cái sự tăng diện tích mà mình nghĩ rằng ấy là nếu như không tinh ý chúng ta cũng không nhìn thấy được. Asus thì tăng lên một tí xíu thôi, nó cũng không có quá nhiều. Còn ở đây là tay mình áp vào ấy thì một bàn tay này của mình là áp vừa được với cái touchpad này. Nên là các bạn hoàn toàn có thể tự tin là dùng 4 ngón tay hay là 5 ngón tay một cách rất thoải mái để từ đó có thể gọi là thỏa thích dùng được những cái gesture đến từ Windows 11. Mặt này D thì nó vẫn có sự đơn giản, mặc dù chúng ta vẫn nhìn thấy được những cái đường nét rất là phá cách, rất là hầm hố và đậm chất là gaming. Nhưng ở đây thì vẫn dễ dàng nhìn ra được là hai khe hút gió mát ở phía đáy máy thì là cũng được làm theo kiểu dạng là đan chéo nhau. Đấy, nhìn nó cũng khá là ngầu. Tiếp đến là cái phần mà vật liệu này này, thì cái vỏ này nó vẫn bằng nhựa thôi, nhưng mà Asus họ làm một cái họa tiết mà mình nghĩ rằng là chúng ta rất là dễ để mà lên tường để đào hoa cương. Đại khái nó gọi là thể hiện độ cứng cáp ấy. Còn về cái phần mà viền phím cao su thì cái phần cao su để nâng cao đáy máy các bạn nhìn thấy ấy, là Asus họ trang bị cho TUF Gaming F15 ấy nguyên một cái dàn cao su rất là dài, nó kéo như thế này. Chứ nó không phải là ở trên một số mẫu laptop khác ấy, nó chỉ là 4 cái núm cao su thôi. Từ đó giúp cho bạn khi đặt máy ở trên bàn, các bạn có thể dễ dàng là giúp máy nâng lên một cái khoảng sáng gầm nho nhỏ với mặt phẳng. Các bạn không cần phải kê thêm bất kỳ một cái gọi là đế kê laptop hay là chân kê laptop làm cái gì cả. Chúng ta vẫn có đủ gió để có thể mà làm mát cho chiếc máy. Sơ qua nhá, thì F15 năm nay ấy, nó cũng có được khá là nhiều những cái sự thay đổi mà như mình đã nói, nó là đến từ bên trong, nó không đến từ bên ngoài. Bên ngoài các bạn vẫn nhìn thấy như thế thôi, nó cũng không có gì là khác biệt quá nhiều so với những cái đời trước.
đảm bảo là khi mà các bạn đặt giữa TUF Gaming F15 2023 hay là 2022, 2021 ấy, đâu đó các bạn nhìn ra được là một vài chi tiết nó khác nhau. Còn nếu như mà chúng ta không đọc cấu hình lên ấy, chúng ta không biết được đâu là con F15 2023. Thì năm nay chúng ta có gì? Tất nhiên là với việc trang bị RTX 4050 thì Asus cũng có Maxquick đi cùng cho nó luôn. Cái Maxquick ấy là một cái tính năng mà mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp dành cho chúng ta đại đa số bây giờ, khi mà các bạn có thể mang lại được, các bạn có thể có được một cái khung hình FPS nó cao hơn khi mà không có Maxquick. Do là cái câu chuyện là dữ liệu chuyển trực tiếp từ CPU và xuất hình thông qua GPU luôn mà không phải đi qua iGPU nữa. Tất nhiên là cái Maxquick này nó sẽ càng lúc càng hiệu quả khi bạn dùng những chiếc máy có cấu hình cao hơn nha. Tức là những cái VGA đời cao hơn ấy. VGA càng cao, băng thông càng lớn so với cái iGPU của CPU thì Maxquick nó càng giá trị. Và hiện tại thì việc Asus trang bị Maxquick thì nó gần như là tiêu chuẩn phải có năm 2023 rồi. Chúng ta vẫn sẽ có thêm nữa là một cái hệ thống quạt gió gồm 84 cánh quạt Airflow. Thì 84 cánh quạt ở đây nếu mà bạn nào có tua vít ý, thì hoàn toàn có thể mở ra và theo dõi được. Con máy này mở cực kỳ dễ luôn. Tiếp đến là chúng ta vẫn có một cái viên pin là 90Wh, nhà sản xuất đã ghi ngay ở trên đây rồi. Thì với viên pin 90Wh này, mình trong quá trình mình sử dụng ấy, mình có test trực tiếp. Thì đâu đó với một cái nhu cầu sử dụng thông thường là chúng ta dùng máy như thế này, độ sáng để khoảng tầm là 60% như thế này. Rồi, bật hết tất cả những cái kết nối như là Bluetooth hay là Wi-Fi thì máy sẽ trụ được khoảng 4 tiếng rưỡi cho đến 5 tiếng. Và những ai có nhu cầu mua chiếc máy này để làm việc cũng như là di chuyển ấy thì cũng sẽ không phải quá lo lắng khi mà 4 đến 5 tiếng nó là vừa đủ để cho một cái kíp học của các bạn này, hoặc là một cái thời gian để thuyết trình hay là họp với đối tác này nọ kia, thì nó rất là dễ dàng và thoải mái. Bản thân chiếc máy này thì cũng được nhận cái tiêu chuẩn quân sự của Mỹ theo độ bền, nên là bạn có thể mang cái máy này đi bất cứ đâu làm việc. Bạn không cần phải thương hoa tiếc ngọc như những cái máy theo kiểu mỏng nhỏ nhẹ kia hay là thiết kế kiểu hầm hố kia, mà TUF sinh ra là để các bạn bào. TUF sinh ra là để các bạn gọi là chỉ cần quan tâm hiệu suất thôi. Các bạn vẫn có thể mang chiếc máy này đi chạy deadline ở Sapa hay là Đà Lạt mà cũng không phải lo lắng về vấn đề là không khí ở đó nó bị ẩm này nọ kia thì có ảnh hưởng gì đến máy không. Câu trả lời là không. Chúng ta vẫn có những cái tính năng khác, nó gọi là kiểu 2023 rồi mà, đúng không? Vẫn có Wi-Fi 6, vẫn có Dolby Atmos, vẫn có Hi-Res Audio kiểu thế. Thì công bằng mà nói, cái loa của TUF ấy thì nó mang tính chất là loa laptop thôi. Nó vẫn có một âm lượng đủ to để bạn có thể nghe ở trong một cái căn phòng diện tích khoảng tầm 30m² đổ lại. Nhưng mà nghe tốt nhất ấy, đó là khi mà bạn đặt máy như này, bạn dùng như thế này, thì âm thanh sẽ vào và chúng ta sẽ cảm nhận được cái âm lượng đó. Nó không quá to, nó cũng không quá chi tiết, nó cũng không quá là hay. Nhìn chung thì mình đánh giá rằng là loa của TUF năm nay nó vẫn là một cái loa làm ở tròn vai, không có hơn cũng không có xuống. Và đặc biệt hơn là chúng ta vẫn sẽ có được Thunderbolt 4. Cái này thì là năm 2022 TUF đã được Asus họ trang bị rồi, nên năm nay vẫn có cái trang bị này. Với Thunderbolt 4 như thế này thì trong trường hợp mà các bạn cảm thấy rằng là RTX 4050 nó quá yếu đi, các bạn vẫn có thể gắn được những eGPU bên ngoài vào. Và nhớ nhá là hãy chắc chắn rằng mình đã bật chế độ MS Hybrid ở trong Armory Create trước khi kết nối eGPU nha. Về Armory Create ấy, thì đây là một cái hệ thống, một cái phần mềm điều khiển rất là thông minh mà Asus họ cũng đã viết ra cho những cái dòng laptop gaming của mình rồi. Chúng ta có ROG này, chúng ta có TUF và Zephyrus là những cái dòng máy mà được dùng Armory Create. Ở đây mình không đề cập đến cái những cái hệ máy khác nha, kiểu như handheld này nó kia mình không đề cập nha. Thì cái nút Armory Create ấy, thì với những ai đã dùng laptop của Asus rồi ấy, thì rất là quen thuộc thôi. Còn với những bạn nào mà chưa mua laptop của Asus bao giờ hay là chưa dùng laptop gaming của Asus bao giờ thì các bạn cần nhớ này, các bạn cần phải kiểm soát và khai thác được phần mềm này một cách tối đa. Nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái chiếc máy ấy, nó đạt được hiệu năng tối đa đúng như nhà sản xuất đưa ra. Về cái nút để khởi động nhanh Armory Create ấy, thì ở đây nó ngay trên bàn phím thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái giao diện nó rất là cơ bản. Thì với những cái giao diện như này các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được về là cái chế độ mà chúng ta đang áp dụng cho máy, từ việc là Silent để im lặng nhất có thể, tiết kiệm pin nhất, cho đến việc là Performance để cân bằng hiệu suất giữa CPU và GPU, cho đến là Turbo để các bạn có thể là thoải mái chơi những cái tựa game nặng nhất hoặc là làm những cái tác vụ nặng ở trên chiếc máy này. Thì tất cả đều được chỉnh thông qua Armory Create. Ok, bây giờ chúng ta nói đến phần hiệu năng. Thì RTX 4050 phiên bản 6GB RAM được trang bị ở trong chiếc máy này ấy, nó không phải là cái mẫu mạnh nhất ở trên TUF Gaming F15. Mình nhớ rằng là cấu hình mạnh nhất mà Asus họ trang bị cho TUF Gaming F15 ấy, nó là chạy chip i9 cũng như là RTX 4060. Thế nhưng mà mình thấy là i7 12700H cũng như là RTX 4050 nó đã là quá đủ để các bạn có thể thực hiện mọi tác vụ hàng ngày
từ giải trí, học tập, làm việc đó cho đến việc là chơi game. 4050 ở trong chiếc máy này được chạy với mức TDP tối đa là 140W. Nó nói không ngoa ấy, thì chúng ta đang có được một con 3060F sung lên. Và bạn có thể tự tin chạy bất kỳ mọi trò chơi nào bạn muốn. Tất nhiên là với những tựa game AAA ra mắt ở trong khoảng thời gian gần đây, bạn sẽ cần có cái setting phù hợp hơn, như kiểu là hạ xuống tầm medium hoặc là high gì đó, và dư xăng để chạy được ở Full HD. Đó. Còn cái câu chuyện là như mình nói đó, là mặc dù có thể là có nhiều mẫu máy khác nó cao hơn về mặt cấu hình đi, thế nhưng mà ở laptop ấy, chúng ta cần quan tâm nhất đến là nhiệt độ. Cái nhiệt độ này thì mình đánh giá rằng ấy, là dựa trên cái cấu hình đã trang bị như vậy thì Asus họ làm khá tốt dành cho con TUF Gaming F15. Do đó là trong quá trình sử dụng thì gần như rằng là chip i7 12700H và RTX 4050 ấy được bung lên một cách tối đa. Có nghĩa là chúng ta vẫn chạy được 140W ở con VGA 4050. Tất nhiên là bạn phải thử những cái ứng dụng nó rất là nặng, như kiểu là render 3D hoặc là về game AAA. Mới nhất đi, kiểu thế càng nặng càng tốt. Thì ở đây thì mình cũng mới cầm máy, mình không có nhiều thời gian để mình sử dụng cái máy này, nhưng mà mình có đo qua một vài bài test thôi. Thì như là Fermax thì các bạn có thể đang nhìn thấy ở đây. Rồi tiếp đến là bài test về Cinebench R23 thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì với cái kết quả bài test Cinebench R23 ấy, các bạn nhìn thấy rằng là i7-12700H nó được khoảng tầm sấp xỉ 2.000 điểm về điểm đơn nhân, cũng như là hơn 14.000 điểm khi mà dùng đa nhân. Thì cái con số hơn 14.000 điểm này ấy, đâu đó là nó cũng tương đương với cả i5-13400 hoặc là i5-13500 ở máy tính để bàn rồi. Thì kết quả này là kết quả hoàn toàn chấp nhận được nha, với một chiếc CPU được trang bị cho laptop. Và để làm được điều đó thì như mình đã nói là Asus họ làm rất tốt trong cái vai trò là tối ưu nhiệt. Tất nhiên là bảo rằng là về nhiệt độ của TUF, nếu mà so với những cái đàn anh có mức giá tiền cao hơn rất nhiều khác như là ROG Strix hay là Strix K hay là Zephyrus ấy, thì không được. Nhưng mà nó giải quyết được cho chúng ta một cách cơ bản, và những người dùng phổ thông và tầm trung sẽ thích điều này. Đó là gì? Khi mà các bạn dùng máy ấy, cái nhiệt độ nó chỉ phát ra ấm ấm lên ở đây thôi. Có nghĩa là gần như nhá, trong bất kỳ một tình huống sử dụng nào mình có test thử qua thì nhiệt độ nó chỉ ấm lên ở vùng này. Và vùng này là vùng chúng ta không đặt tay tới. Còn lại ở phần chiếu nghỉ, những cái phần mà các bạn đặt tay như thế này ấy, và ở phần bàn phím thì không hề có khi nóng. Thế nên là bạn có thể yên tâm rằng là mua máy về và cũng không cần phải làm gì quá nhiều, vẫn cứ tự tin dùng thôi nha. Ok, tổng kết lại thì nếu như mà có được một cái thang điểm đánh giá rằng là cái chiếc máy TUF Gaming F15 này có đáng giá mua ở trong tầm giá 27 triệu đổ xuống hay không ấy, mà là thang điểm 10, mình sẽ đánh giá nó ở mức là 8.5/10. Những cái yếu tố mà mình cảm thấy rằng là Asus có thể là thay đổi được rất là tốt ở trong cái thế hệ tiếp theo nữa ấy, nó là loa cũng như là thêm kiểu cấu hình mạnh hơn đi. Đó. Còn lại mọi thứ thì nó đều ok rồi. Chúng ta có được một cái hệ thống bàn phím full size, gõ rất là thích, hành trình phím ok, không sâu quá cũng không nông quá, rất dễ dàng để làm quen. Thứ hai là khả năng về tản nhiệt thì chiếc máy này cũng làm khá là tốt với cái cấu hình mà nó trang bị. Cấu hình tầm trung và khả năng tản nhiệt thì nó cũng không thể nói được nữa rồi, nó khá là mát và nó chỉ có nóng ở đây thôi. Tiếp đến là một touchpad phủ kính, nó dùng rất là mượt và cảm giác di của chúng ta nó rất là ok. Kế đến là một cái màn hình 144Hz Full HD và sRGB là 100% độ phủ màu. Thì mình có thấy rằng là với những cái máy TUF trước giờ ấy thì màn hình nó không phải là một điểm mạnh, khi mà những chiếc màn hình được trang bị trên đó mặc dù là IPS, thế nhưng mà cái độ bao phủ màu của những chiếc màn đó nó chỉ rơi khoảng tầm 70% sRGB thôi. Thì với năm nay thì Asus không ngần ngại cho luôn TUF lên 100% sRGB. Các bạn sẽ có thể dùng chiếc máy này, màn hình này làm được các cái công việc về cân màu cũng như là về thiết kế chuyên sâu hay là chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu. Tuy nhiên nhớ nhé, nhớ cân màu trước. Trên cơ bản, đấy là những cái điểm mà mình nghĩ rằng là nó xứng đáng điểm mua là 8.5/10. Tất nhiên còn một vài cái điểm khác nữa là điểm cộng như là thiết kế chắc chắn này, rồi là bản lề cũng rất chắc. Đó, bản lề rất chắc như thế này. Đấy, thì mua về các bạn hoàn toàn thoải mái bào. Mình thấy rằng là bản lề ở đây thì góc gập nhỏ nhất ấy, nó rơi vào tầm 20 độ. Còn gấp mà cao nhất thì nó rơi vào tầm khoảng 145 độ. Nó ok rồi, đủ để cho chúng ta dùng mọi thứ như thường đúng không? Điểm trừ duy nhất của chiếc máy này mình nghĩ rằng đấy là việc mà Asus họ vẫn dùng một vật liệu cũ trước giờ cho TUF. Thì nó khiến cho cái bề mặt này, bề mặt kim loại này, nó rất là dễ để bám vân tay. Những ai mà có mồ hôi tay nhiều ấy thì rất là dễ để nhận ra được điều này. Trong quá trình sử dụng các bạn lưu ý là với những ai bị mồ hôi tay nhiều, hãy lau chùi máy thường xuyên để máy lúc nào cũng có được một cái tình trạng nó gọi là đẹp nhất.
Vậy thì đây là một cái chiếc máy mà mình nghĩ rằng là những ai mà là học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay là những người có nhu cầu làm việc nặng, làm content creator, chỉnh sửa hình ảnh, rồi là edit video hay là công việc nặng ấy, hoàn toàn có thể mua con F15 này về. Với mức giá khoảng tầm 27 triệu đồng thì đây là một phân khúc giá ở tầm phổ thông thôi và bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được. Nó mang lại cho bạn một hiệu suất đáng kinh ngạc, một độ bền rất tốt và thêm cả khả năng bảo hành đến từ bên phía của Asus nữa. Vậy thì còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về TUF Gaming F15 năm nay? Hãy để lại comment ở phần bình luận phía bên dưới. Nếu như các bạn có thêm góp ý gì về video này cũng đừng ngần ngại để thêm cái phần bình luận đó nhé. Đó là một trong những động lực để giúp cho chúng mình ra được những video nội dung chất lượng hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.